Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân thực hiện. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Bộ Công Thương xem xét lại việc cấp phép cho dự án thép. Trao đổi với đại diện Lenovo Việt Nam về chiến lược và xu hướng kinh doanh 2014 trong lĩnh vực điện thoại thông minh. Chuyên mục câu chuyện thương hiệu với các chặng đường xây dựng và quảng bá thương hiệu của công ty cổ phần Cacao Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa cho biết, từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, các dự án đầu tư vào ngành thép phải đáp ứng thêm một số điều kiện cao hơn trước đây thì mới được xem xét và cấp giấy phép. Sau đây là một số thông tin chi tiết trích từ thông tư số 03/2014 quy định về công nghệ thiết bị sản xuất gang thép do Bộ Công Thương vừa ban hành. Cụ thể, quy mô lò cao của các khu liên hợp thép ở Việt Nam nay mới đạt 500 mét khối, nhưng theo quy định mới, để được cấp phép, các nhà đầu tư phải đầu tư xây dựng lò cao từ 700 mét khối đến 1.000 mét khối. Đối với các cơ sở luyện gang lò cao, dung tích lò tại các khu vực ven biển phải đạt 1.000 mét khối trở lên, các khu vực còn lại phải đạt dung tích 700 mét khối trở lên. Các cơ sở cán nóng thép dệt phải có công suất truyền cán lớn hơn 1 triệu tấn một năm, dây chuyền cán nguội thép dệt phải có công suất trên 500.000 tấn một năm. Công suất dây chuyền cán thép dài cũng phải đạt 500.000 tấn một năm mới được cấp phép. 3 tháng trước khi vận hành, nhà máy phải được Bộ Công Thương và Sở Công Thương địa phương kiểm tra các hạng mục doanh nghiệp đã đăng ký. Trong năm 2014, các dịch vụ xuất khẩu có thể nhận được mức ưu đãi thuế suất 0% nếu đáp ứng được các điều kiện do Tổng cục Thuế đưa ra. Thông tin này được thể hiện trong văn bản số 65/TCTCS của Tổng cục Thuế. Theo đó, điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu bao gồm có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan, có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ưu đãi thuế suất cần phải dựa thêm điều kiện cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam. Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Đây sẽ là một tín hiệu tốt dành cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xuất khẩu nhằm khuyến khích và đẩy mạnh các hoạt động giao thương của Việt Nam trong năm 2014. Là một trong những trung tâm du lịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chính sách nhằm khai thác lợi thế để phát triển dịch vụ du lịch. Trong đó phải kể đến chính sách liên kết hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, một thị trường tiềm năng cho ngành du lịch, đồng thời cũng tập trung nhiều nhà đầu tư lớn tại phía Nam. Việc hợp tác phát triển du lịch giữa Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã được hình thành từ năm 2000, chủ yếu ở 3 lĩnh vực là trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch và đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Với tiềm năng sẵn có, Kiên Giang đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư ngoại tỉnh nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Các dự án mà của các nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đầu tư trên địa bàn của Kiên Giang nói chung và của Phú Quốc nói riêng đó thì của thành phố Hồ Chí Minh là 86 dự án với tổng cái diện tích đó là gần 4.000 hectare. Thì trong 86 dự án của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Kiên Giang thì trong đó có Phú Quốc đó, thì đã có 47 dự án được cấp chứng nhận đầu tư với quy mô là 2.100 hectare. Ngoài ra, ngành du lịch Kiên Giang cũng đang xây dựng các chương trình liên kết tour tuyến với các doanh nghiệp cùng ngành tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh khác trên cả nước. Chúng tôi có những cái chương trình rất là cụ thể đối với các doanh nghiệp tại du lịch lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như gần nhất là thời gian tháng 10 vừa qua, chúng tôi tổ chức một cái chương trình farm trip cho khoảng 60 cái đơn vị lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Để về Hà Tiên này để khảo sát một cái chương trình du lịch xung quanh cái thị xã Hà Tiên. Chương trình chúng tôi là được liên kết với các cái du lịch của đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các thành phố Hồ Chí Minh, là cùng với các cái công ty du lịch là ký các hợp đồng nguyên tắc với nhau. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty lữ hành khi đến sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ có rất nhiều chương trình là giảm giá và có nhiều chương trình chăm sóc khách hàng với nhau để cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, việc liên kết phát triển kinh tế du lịch của Kiên Giang vẫn còn nhiều điều cần bàn khi cơ sở hạ tầng và quy hoạch phát triển vẫn còn gặp trở ngại. Thực ra ở đây cũng tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhà đầu tư. Thứ nhất là chúng tôi thuê cái dự án này thì được là miễn tiền thuê đất, miễn tiền thuê thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng cũng rất là trăn trở vì lý do là chúng tôi đầu tư nơi đây lượng khách cũng chưa được đông.
thực ra tiềm năng du lịch như Hà Tiên như thế, một năm 1 triệu khách thì cũng chưa phải là lớn. Cho nên là cơ sở hạ tầng hiện nay cũng đang được Hà Tiên đầu tư phát triển. Liên kết phát triển du lịch nội vùng của đồng bằng sông Cửu Long cũng như là của đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh thì đúng là từ nay chúng ta cũng mới ở dừng lại ở các thỏa thuận giữa song phương với các địa phương, chưa có thực sự là đi vào chiều sâu. Như vậy, để phát triển kinh tế du lịch Kiên Giang, thời gian tới cần có sự liên kết đồng bộ và sâu sát giữa địa phương và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long để tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng sông nước, đồng bằng và biển đảo. Bên cạnh đó, việc tăng cường đẩy mạnh các sản phẩm liên kết vùng giữa các doanh nghiệp sẽ góp phần đưa Kiên Giang nói riêng và các địa phương khác tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung trở thành những điểm đến du lịch độc đáo và hấp dẫn. Đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin của người tiêu dùng, trong thời gian vừa qua, các mạng di động Việt Nam tăng cường cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, điển hình là dịch vụ thông tin thể thao. Mới đây, Mobifone đã cung cấp dịch vụ M-Sport với nhiều tiện ích thể thao hấp dẫn. Khi truy cập vào website, trang mạng dành riêng cho các thiết bị di động tại địa chỉ msport.com.vn, khách hàng dễ dàng tìm kiếm các chuyên mục như tin tức thể thao, những bài đánh giá, bình luận sâu sắc của các chuyên gia. Thêm vào đó, khi đăng ký M-Sport lần đầu tiên, khách hàng sẽ được miễn phí 7 ngày sử dụng dịch vụ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Minh Sơn, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, để cùng tìm hiểu về chiến lược kinh doanh mảng điện thoại thông minh của hãng tại Việt Nam và khu vực trong thời gian sắp tới. Xin chào ông. Thưa ông, tại thị trường smartphone Việt Nam, Lenovo nhận được những tín hiệu vô cùng khả quan khi mảng kinh doanh điện thoại smartphone đã có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất khu vực. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về tình hình kinh doanh tại thị trường này? Kể từ quý 2 năm 2013 thì chúng tôi đã có liên tiếp 3 quý là vươn lên dẫn đầu trở thành nhà sản xuất máy tính số 1 toàn cầu. Và tính tổng chung thì chúng tôi cũng đứng thứ nhất trong cả năm 2013. Bên cạnh đó, khi thị trường công nghệ cao có cái sự phát triển mạnh mẽ của máy tính bảng và điện thoại di động, nhất là điện thoại di động thông minh, thì chúng tôi cũng đã bắt kịp với thời đại và phát triển cái mảng kinh doanh này của mình. Và mặc dù chỉ mới kinh doanh sản phẩm điện thoại thông minh trong vòng 2-3 năm trở lại đây, nhưng đến quý 3 năm 2013 thì chúng tôi đã là nhà cung cấp sản phẩm điện thoại di động thông minh lớn thứ 3 trên toàn thế giới. Và đồng thời chúng tôi cũng đã mở rộng cái mảng kinh doanh điện thoại di động ra những cái nước ngoài thị trường Trung Quốc. Hiện tại thị trường Việt Nam với cái tốc độ tăng trưởng của Lenovo là được đánh giá là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Như ông vừa chia sẻ, trong thời gian vừa qua Lenovo đã có những bước tiến thần kỳ. Thế thì những điều nào đã tạo nên sự thành công ấy? Tôi có thể chia sẻ hai cái điểm cơ bản chính tạo nên cái sự thành công của chúng tôi. Thứ nhất, đó chính là chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng với đội ngũ nhân viên đầy khát vọng và tài năng, cũng như là sự thấu hiểu thị trường địa phương. Cái điểm quan trọng thứ hai để chính là cái khả năng sáng tạo và đổi mới của Lenovo trong cái việc phát triển sản phẩm. Hiện tại thì Lenovo có hơn 6.500 cái bằng sáng chế, trong đó hơn 5.000 là sáng chế mới. Đồng thời chúng tôi có những cái trung tâm phát triển sản phẩm ở trên khắp thế giới, và một cái minh chứng là hàng năm triển lãm điện tử tiêu dùng toàn cầu lớn nhất ở Las Vegas thì chúng tôi đạt được rất là nhiều các cái giải thưởng. Năm 2014 vừa rồi chúng tôi có hơn 60 cái giải thưởng, và trong đó một trong những cái sản phẩm mà đình đám của chúng tôi để chính là cái điện thoại di động thông minh Lenovo Viber Z đã đạt được cái sản phẩm là điện thoại di động tốt nhất do tạp chí Laptop Mag bình chọn. Thế thì những thế mạnh của các sản phẩm smartphone mang thương hiệu Lenovo có ảnh hưởng như thế nào đến sự thành công này? Chúng tôi định vị nhu cầu của người dùng trên cả cái phân khúc khác nhau, từ những người dùng cao cấp đến những người dùng bình dân. Và vì thế chúng tôi chọn lựa và phát triển những sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của người dùng trong từng phân khúc. Với những cái sản phẩm cao cấp như K900 hay là Viber Z thì chúng tôi tích hợp những tính năng như những cái bộ xử lý mạnh nhất, tối tân nhất trong thời điểm hiện nay. Với nhu cầu của người dùng doanh nhân thì chúng tôi có những cái sản phẩm ví dụ dòng P-Series với thời lượng pin rất là dài để giúp cho mọi người có thể làm việc cả ngày mà không cần sạc lại pin. Thưa ông, thế thì ông nhận định như thế nào về thị trường kinh doanh smartphone tại Việt Nam trong năm 2014? Và với những nhận định đó thì công ty của chúng ta đã có những chiến lược để phát triển kinh doanh như thế nào ạ? Năm 2013 cũng đã đánh dấu cái sự bùng nổ và cái sự phát triển vượt bậc của thị trường điện thoại di động tại Việt Nam. Trong đó, riêng mảng smartphone đã tăng trưởng rất là cao,
Và hiện tại riêng mạng smartphone đã chiếm gần 33% so với tổng điện thoại di động bán ra trên thị trường. Và với thị trường Việt Nam đang còn dân số đang còn trẻ, đầy năng động và có nhu cầu cao, thì chúng tôi dự đoán 2014 sẽ là một năm nữa đánh dấu cái sự bùng nổ và phát triển của điện thoại di động thông minh. À, để chuẩn bị cho cái việc đó thì chúng tôi đã có những cái bước đi rất là vững chắc và chuẩn bị, đấy là luôn luôn đổi mới và sáng tạo để đưa ra những cái sản phẩm, nhất là những cái sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều về buổi trao đổi ngày hôm nay. Cảm ơn. Cacao có tên khoa học là Theobroma, có nghĩa là thức ăn của các vị thần linh và nó có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Cây cacao xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1950 khi người Pháp đưa vào trồng tại một số vùng miền Nam. Cacao được biết tới như một thực phẩm giàu dinh dưỡng với hơn 300 hoạt chất có khả năng ngăn chặn các căn bệnh như tim mạch, huyết áp, trầm cảm, lão hóa, ung thư. Ngoài ra, cacao là loại thực phẩm rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, là thực phẩm chủ yếu chống béo phì. Nhận thấy được tiềm năng phát triển của cây cacao trong ngành công nông nghiệp Việt Nam, cũng như giá trị dinh dưỡng từ loại cây này, năm 2007, công ty cổ phần cacao Việt Nam, gọi tắt là Vina Cacao ra đời. Từ một công ty non trẻ, đến nay, Vina Cacao đã làm chủ hoàn toàn chuỗi sản xuất, cung cấp và phân phối cacao, các sản phẩm từ cacao tại Việt Nam. Với mục tiêu hoạt động là hướng đến sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng, Vina Cacao đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm cacao như cacao sữa hộp giấy, bột cacao, sô-cô-la. Trải qua 6 năm hoạt động, sở hữu một lượng khách hàng đối tác ổn định từ Việt Nam cũng như thị trường xuất khẩu trọng điểm là Hàn Quốc, Vina Cacao ngày càng ý thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cho chính doanh nghiệp và cho ngành cacao Việt Nam. Để làm được điều này, ông Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty, người trực tiếp điều hành Vina Cacao, đã xây dựng nhiều chiến lược phát triển sản phẩm ấn tượng. Ông nhấn mạnh, để thành công, sản phẩm đó phải đạt được chất lượng tốt nhất và tạo ra sự khác biệt có lợi cho người tiêu dùng. Đây chính là những yếu tố giúp Vina Cacao có được niềm tin từ người tiêu dùng bằng các thành tích như doanh nhân tiêu biểu do báo Sài Gòn Giải Phóng bình chọn, danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2012-2013 do người tiêu dùng bình chọn. Kính thưa quý vị, trong đoạn phóng sự ngắn vừa rồi, quý vị đã được làm quen với một vị doanh nhân hoạt động trong ngành cacao Việt Nam. Và hôm nay, chúng tôi vinh dự được mời đến trường quay ông Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty Vina Cacao. À, thưa ông, chúng tôi nhìn thấy trong thương hiệu của ông thường đi kèm với một slogan rất là ấn tượng, đó là Vina Cacao mật của đất. Ông có thể chia sẻ câu chuyện đằng sau slogan này không ạ? Đúng vậy. Mật của đất thì lấy cảm hứng từ một cái câu mà tôi có dịp đi ở Ả Rập. Thì các bạn thấy ở Ả Rập thì nó là một cái bãi cát, nó là sa mạc. Thì người Ả Rập rất tự hào là cây chà là, người tự hào là mật của cát. Nên mình chọn cái câu mật của đất thì cũng lấy cảm hứng từ mật của cát. Có lẽ là slogan về câu chuyện của Vina Cacao nó cũng rất là gần gũi với những người dân Việt Nam. Có nhiều cái gắn bó với đất nhiều hơn và làm cho người ta cảm thấy rất là thân thuộc. Tuy nhiên thì ông có thể nói một số cái đánh giá của mình về cái thị trường cacao ở Việt Nam không ạ? Có hai cái lĩnh vực, một là B2B, tức là mình sẽ phục vụ cho các doanh nghiệp để làm nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm của họ. Và cái thứ hai là B2C, tức là mình làm ra sản phẩm cuối cùng có thương hiệu
để phục vụ cho một đại bộ phận những người đã hiểu biết, đã dùng qua sô-cô-la của ngoại quốc, thì bây giờ họ sẽ thấy rằng là sô-cô-la Việt Nam không thua kém về chất lượng cũng như là về các yếu tố mà khẩu vị khác. Cho nên đó là cái mong ước rất lớn của Vinacacao về mặt thị trường. Nghĩa là Hoàng Phi hiểu rằng ông đánh giá là trong tương lai thì thị trường cacao ở tại Việt Nam sẽ rất là phát triển. Tuy nhiên thì trong hiện tại thì Hoàng Phi vẫn thấy đây là một ngành còn khá là non trẻ. Và đối với những ngành non trẻ thì chắc chắn là những người hoạt động trong ngành này sẽ đặt nhiều tâm huyết. Đối với ông thì lý do gì khiến cho ông đặt tâm huyết vào ngành cacao? Thực ra thì mình thấy là cacao đó là đối với châu Âu là khoảng 600 năm tuổi. Còn Bắc Mỹ đó thì Bắc Mỹ là khoảng 1.000 năm. Thì mình thấy rằng tại sao một cái sản phẩm nó có điều gì tuyệt vời mà lại nhiều người sử dụng và chọn nó là hàng đầu như vậy. Thì mình mới nói, mình nghĩ là người Việt Nam mình có nhiều cái kỳ tích về nông nghiệp. Một quốc gia mà sau giải phóng, sau chiến tranh là có nhiều cái nỗ lực rất lớn và thành công gần như vang dội. Thì cacao là đi sau nhưng không trẻ. Thì mình thấy rằng cái tâm huyết lớn nhất của mình làm về cacao Việt Nam á là đem lại một cái thực phẩm mà có lợi về sức khỏe. Một cái thực phẩm mà các bạn thấy rằng nhiều cái trường đại học châu và Bắc Mỹ hiện nay đó, họ có nhiều công trình nghiên cứu là cacao có lợi về tim mạch, về tiểu đường, về phòng chống, về ung thư. Thì mình thấy rằng nếu mà đem những cái lợi ích tốt đẹp đó cho đại bộ phận người tiêu dùng Việt Nam thì đó là một cái tâm huyết rất lớn. Tuy vậy đó thì các bạn biết là ở Việt Nam hiện nay đó, nếu mà các bạn thấy 100 cháu ngoài đường đó, thì có 30 cháu là bị suy dinh dưỡng. Đó là số liệu gần nhất của Bộ Y tế Việt Nam mà công bố là mình nhớ là tháng 10 năm 2012. Thì điều gì xảy ra? Điều gì mà gây đến cái mức độ như vậy? Thì cái nỗi đau của người làm thực phẩm. Mình làm thực phẩm khoảng 20 năm, mình thấy điều đó cũng gần như là rất là đau đớn. Tại sao mà? Yeah. Cái tâm huyết thứ hai đó là tụi mình muốn thấy là một thế hệ mới. Thì mình nghĩ tâm huyết thứ ba là mình muốn nhìn thấy những người nông dân mà họ đi theo tiếng gọi của chính phủ trồng cái cây này và phải thấy được cái sản phẩm cuối cùng của nó cho chính bản thân họ hoặc cho nước họ. Thì mình nghĩ là dành cho 13.000 nông dân mà sẽ còn nhiều nữa, mình nghĩ chắc là còn nhiều nữa, những người trồng cây này, đó là tâm huyết thứ ba. Bây giờ thì Hoàng Phi có thể hiểu được những cái tâm huyết của ông dành cho cây cacao Việt Nam. Và tâm huyết này phải chăng là cũng thể hiện qua việc là ông đã mang rất là nhiều những sản phẩm làm từ cacao đến với phim trường ngày hôm nay. Và Hoàng Phi rất là tò mò là không biết là Phi có thể thử được không ạ? Dạ, rất là sẵn lòng. Thực ra thì mình đem rất là nhiều sản phẩm ở đây, nhưng mà có nhiều cái sản phẩm mà muốn giới thiệu cho Phi đó. Thì dòng Chocolate Origin của Vinacacao cũng tụi mình muốn thiết kế một cái sản phẩm hoặc là muốn phát triển một cái sản phẩm mà dựa vào sô-cô-la thuần túy là Việt Nam. Thì hôm nay mình giới thiệu bạn cái sản phẩm này. Sau khi thưởng thức xong thì Hoàng Phi thấy rằng là sô-cô-la này có độ cứng vừa phải và khi ăn thì nó có một chút vị đắng và đọng lại một chút vị chua trên đầu lưỡi. Hoàng Phi nghĩ rằng đối với người dân Việt Nam thì thường quen thuộc với các sô-cô-la có vị ngọt chứ chưa quen thuộc với sô-cô-la có vị đắng. Đồng thời là khi nói đến vị chua thì người ta thường e ngại hơn. Thế thì phải chăng là sản phẩm sô-cô-la này không phải hướng đến thị trường nội địa mà hướng tới thị trường nước ngoài? Hoàng Phi cũng là người sành điệu về sô-cô-la rồi đấy. Tức là bạn phân tích khá là chi tiết. Tuy vậy đó thì khi mình thiết kế cái sản phẩm này hoặc là phát triển cái công thức cho sản phẩm này đó, thì cái đầu tiên của mình là cái vị. Các bạn thấy là phần lớn sô-cô-la nó bắt đầu từ hạt. Thì nó cho bạn cái hương vị của hạt rất là rõ. Và trong thuật ngữ tụi mình gọi là nutty. Nhưng mà sô-cô-la của mình á, vì đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đất rất là màu mỡ. Và hạt nó rất là to. Trái nó to. Vì vậy cho nên cái cơm xung quanh cái hạt nó rất là dày. Và khi tụi mình ủ thành sô-cô-la đó thì cái cơm đó, cái vị chua đó nó sẽ vào bên trong cái hạt. Khi nó vào bên trong lên hạt, nó để lại cái hậu vị là chua. Và nó mang hơi hướng của trái cây. Mình gọi là fruity. Thì các bạn thấy nó hơi chua nhẹ và chát nhẹ. Mùi thì rõ ràng nó mùi sô-cô-la. Bởi vì ủ đúng kiểu, thành ra nó ra cái mùi sô-cô-la rất tốt. Riêng cái phần đắng đó thì bạn nhận xét là đúng. Bởi vì ở đây mình chọn cái sô-cô-la 75% nguyên chất. Vì vậy cho nên nó không thể là ngọt. Mình cố
chủ động để làm cho nó sô cô la mình nó đắng. Thực ra tăng cân của sô cô la là thủ phạm đó là đường với sữa. Chứ bản thân anh sô cô la anh không có phải là thủ phạm gây ra cái béo phì. Thì thị trường dành cho sản phẩm này đó là phần lớn là xuất khẩu. Và sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Hoàng Phi biết rằng là Hoàng Phi đã trách làm sô cô la thực tế ra là do đường và sữa thôi. Còn nếu như mà dùng sô cô la mà đúng vị thì có khả năng là phụ nữ không có phải sợ sô cô la nữa mà có khi lại thích thú với sô cô la hơn. Quá trình sản xuất sữa cacao hộp giấy gồm 16 bước: hòa tan, trộn lẫn, lọc, bồn đệm, kiểm tra, nâng nhiệt, đồng hóa, UHT, bảo quản vô trùng, kiểm tra, chiết rót, in ngày sản xuất và hạn sử dụng, co-block, kiểm tra, vào thùng carton, in ngày sản xuất và hạn sử dụng thùng carton, nhập kho thành phẩm. Trong đó công đoạn UHT là quan trọng nhất bởi đây chính là dấu hiệu nhận biết sản phẩm an toàn tiệt trùng. Sản phẩm cacao sữa hộp giấy của Vinacacao được chế biến bằng công nghệ tiệt trùng UHT theo công nghệ của Thụy Sĩ. Công nghệ này giúp cho sản phẩm giữ được các chất dinh dưỡng tự nhiên, đồng thời hạn sử dụng lâu hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bao bì tiệt trùng được làm từ 6 lớp nguyên liệu có tác dụng bảo quản sản phẩm hiệu quả, tránh các tác động của môi trường như ánh sáng, độ ẩm, oxy hóa. Nhờ đó sản phẩm được tươi ngon trong 9 tháng mà không cần trữ lạnh hay dùng chất bảo quản. Thưa quý vị, thông qua đoạn phóng sự ngắn vừa rồi, chắc hẳn quý vị đã hình dung được một phần nào đó về hàm lượng dinh dưỡng cũng như là công nghệ chế biến đối với sản phẩm cacao. Và chắc hẳn đối với công nghệ sản xuất hiện đại, bao bì bắt mắt, sản phẩm này sẽ dần chiếm được tâm trí và trái tim của người tiêu dùng Việt Nam. Trở lại với câu chuyện với ông Trần Văn Liên, Tổng Giám đốc công ty Vinacacao, ông có thể chia sẻ nhiều hơn đối với quý vị khán giả đang xem chương trình về chiến lược kinh doanh của công ty trong năm 2014 không ạ? 2014 tụi mình cũng tăng cường rất mạnh các sản phẩm về dòng sữa hộp giấy để tạo cái tính tiện dụng cao. Đồng thời đó là mình tạo nhiều cái lý do để cho người Việt Nam sử dụng cacao và sô cô la. Thì các bạn biết là hiện nay nếu các bạn chỉ sử dụng cacao theo cái kiểu là một thức ăn thơm ngon thì cái chiến trường nó rất là đẫm máu. Có nghĩa là mình sẽ gặp rất là nhiều đối thủ mà cũng có thể làm tương tự. Cho nên tụi mình sẽ nghĩ một cái loại sô-cô-la mà dành cho người lớn tuổi, người bị bệnh tiểu đường, người bị bệnh tim mạch, người bị bệnh stress. Thì chiến lược năm 2014 là tụi mình có thể gọi là chuyên biệt hóa hoặc là tạo nhiều cái động lực để tiêu thụ sô-cô-la và cacao nhiều hơn. Hoàng Phi nhớ là trong đầu câu chuyện thì ông có nói về một đối tượng khách hàng, đó là giới trẻ, trẻ em. Thì đối với đối tượng khách hàng này trong năm 2014 và trong tương lai thì ông sẽ có những chương trình và những chiến lược như thế nào để giúp cho giới trẻ có thể tiếp cận nhiều hơn với sản phẩm cacao? Cái đối tượng mà để tiêu thụ dành cho cái thị trường này rất là lớn. Và chiến lược tụi mình đi đó là tập trung vào trường học. Thì hiện nay chúng mình có nhiều cái kế hoạch để hỗ trợ cho các cái căn tin của trường học và các chương trình mà giới thiệu sản phẩm ở trường học. Mục đích cơ bản vẫn là vì cái thể trạng và trí lực của học sinh Việt Nam. Nếu các bạn thấy về năng suất lao động thì các bạn thấy rằng người Việt Nam mình cần cù thông minh. Nhưng mà tại sao năng suất lao động lại kém như vậy? Có phải là do sức khỏe làm cũng được không? Thì mình nghĩ một phần là do cái thể lực. Cái thứ hai là về trí lực đó, thì có thể là tụi mình hơi chủ quan, nhưng mà những cái báo cáo gần đây của các cái trường đại học của châu Âu á, cái quốc gia nào mà có cái tỷ lệ tiêu dùng sô-cô-la cao thì có nhiều người đoạt giải Nobel. Thì mình cũng tin rằng nó có tác động về trí lực. Thì một cái sản phẩm tốt như vậy tại sao mình không mang lại cho thế hệ trẻ của mình? Thì 2014 là mình tập trung có thể là hết 50% tiềm lực của công ty vào trong sản phẩm mới này. Hy vọng là 2014 thì song song với sự hồi phục về kinh tế của Việt Nam thì Vinacacao cũng thực hiện được cái chiến lược kinh doanh của mình. Hoàng Phi cảm thấy đó là một tín hiệu rất là đáng mừng đối với lại giới văn phòng và đối với giới trẻ. Hy vọng rằng là chiến lược trong năm 2014 của Vinacacao sẽ thành công. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình này. Cảm ơn Hoàng Phi. Thưa quý vị,
vị, thời lượng của chương trình Nhịp cầu doanh nhân đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới phát sóng vào lúc 9 giờ 45 phút ngày thứ Bảy trên kênh HTV9. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nhịp cầu doanh nhân@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt.